Anh không phải buộc đâu nhá, anh chỉ cần xuyên qua đấy thôi. Xuyên qua cho em để tí em buộc. Vâng, đấy đấy, ok. Tầm đấy đấy anh ạ, tầm cột đấy là được. Vâng. 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 Đấy luôn mà hai vòng nữa. Ui. Có đấy được không? Căng quá nhỉ. À, đây rồi. Luôn luôn qua cái khe này được không? Không thế. Luôn qua. Tí chắc là buộc qua thôi anh ạ. À? Buộc chắc không, buộc thôi, không chắc buộc không không luôn được không? Khó. Luôn qua đây á? Luôn qua cái khe này á? Qua cái này á? Vâng. Qua này á? Vâng. Không. Luồn qua lỗ to đấy chứ. À lỗ à. Ừ. Để cho nó... Tức là luồn qua bên này gì? Vâng, vâng, vâng. Được qua bên này tí nữa xong bên kia là căng lại là được gì? Đúng rồi, nó đi theo cái đường ấy. Đi theo đi thằng sao ấy. Không nhìn thấy xấu quá. Đó. Nó trùng xấu quá. À không, tí nữa mình căng chứ, mình căng giấy. Anh xem dây đủ bên kia đủ chưa? Anh kéo xem nào. Ơ em cứ tưởng là nhà anh lắp rồi chứ. Chưa, hôm qua bảo là lắp luôn đấy. Đây, đây. Xuyên xuyên cho một đoạn dưới đi. Đây, đây. Yeah. Không không, đây thì em căng lên. Không? Căng. Không, đây. Tí. Làm thế nào cho nó căng, nó đây gì? Đúng rồi. Đây, để em cho vào đây này. Thế làm cho làm nó căng lên chưa đấy là được. Đây, chỗ này chắc qua được. Thế em cầm được đâu? Hôm nay thấy chọc rồi mà. Cái này zip 100% rồi. Không. Thế đây nhá, cho vòng qua đây nha. Ờ đây, đếm được. Nhưng sau này rút có được không? Rút vẫn được. Sau đó không rút được này, sau này là chỉ đây đây. Để mỗi mình từ rút này, hoặc phải nhờ đến các anh luôn. À thế thì em cho vào cái khe to này nhá. Ờ đây. Cho nó dễ nhá. Đấy, cái to đấy, không phải... Nhưng mà wifi anh để đâu cũng được mà, ở nhà nhà như này bắt thoải mái. Ờ. Không đến lúc là phải chuyển cả cái wifi với cái TV ra dưới này mà. Đấy, tí nữa, đấy, như này là ok rồi.
tốt rồi. Bên này thì treo vào chỗ này một đi à? Treo vào chỗ cái dây điện này này. Chỗ này nhiệt vào. Ừ. Vào chỗ này đó. Ừ. Chỗ đây mới vòng ai tí là dùng cái dây thít mà thít lên trên đấy là được. Yeah.
gần như này nó nhanh lắm. Xa thì mất thời gian thôi. Cái này chắc là để bên kia mới đến dây điện chứ. Yeah. Đâu anh? Để bên này á? Chắc thoải mái, chắc để đằng sau được. Để đằng sau. Hoặc là đóng lên tường này cũng được. Không, 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 không có đâu à? Không. Nó biết cái gì đó, chỗ đó. Cái tivi này nó bắt, chắc bắt được mạng không? Đây, đây, cái video về. Cài rồi mà. Và nó bắt mạng hết rồi mà. Không phải lắp cái củ kia đâu. Ờ, cái củ như đây cũng chưa lắp đâu, cái củ này phải không? Cái gì đó, cái này là... Thông minh nó không còn... Chọn lắp nó dâu rồi. Cho cái này là vào là nó bắt được hết. 30 6 10 bắt được hết. Cái này nó còn đang có cái mái nữa mà. TV này. Qua đi cần, tiêu kệ. Bây giờ cái túi nó bò. Chắc. Đấy. Cái gì nó kẹp chứ. Không phải. Chưa làm cái gì. Chưa làm hết cái gì. Qua cái kim cuối. Có kim không? Kim mà này nó có cái gì này. Cửa này chắc khối đàn vì là rồi chắc lấy. Đấy, tiền này chua 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 mà mới giờ tao mặt ảnh luôn. ก็ได้เล่นเซาแล้วเนี่ยเอียดเล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 
Bà, để tí em phải chụp ảnh đó. Mấy cái ảnh. Hôm ấy tí bà kia điện sang em bảo cho xong rồi. Không, tí phải chụp ảnh. Căn bản ở đây, ở trong nhà phải chụp 6 cái. À, 3 cái. Cũng như điện máy xanh nhỉ, hôm qua nó chụp chắc là chắc chụp bà, cái. Bà bây giờ có cái lồng bó rồi đấy. Có nhầm được không? Dạ. Bà bây giờ có nhầm được không? Có để ý vào mình làm đây không? À không. Bên thủ tục nó phải như thế. Chả muốn chụp như thế đâu. Đây quy định. Để xem mình có lắp ở vị trí tốt cho khách hàng không ấy. Không, tí lại gọi lại bảo là kia đúng không? Thoải mái. Cho em mượn điều khiển TV cho nó. Ghế rồi. Ghế ngồi đi, ngồi đấy chơi đã. Đâu? Hôm sáng quét rồi, bây giờ đến chỗ phản nhiệm vụ. Lấy ghế ngồi đây. Làm chi vậy? Phải vậy? Có là chi vậy? Mà chứ không phải. Đâu? Nhờ? Chùa đi. Chị biết thì không kèm gì không? Chị là thú phủ nhờ? Hả? À, cái nhân như là thú phủ mà. Chứ, qua quá, ở đây họ là lăng đi lờ. Nó quá là nào xây đi cement miết phù lên đi này. Qua quá là hai của vị ông dùng hóa trên chỗ của qua quá hả? Qua quá là xây đi chứ là đạp lấy đặt xuống nữa. Bằng lấy như thế này xuống. Thằng thức của qua thì mới làm chảo. Qua là làm phú cuối ông bê ngon thì đạp lấy như thế chảy rồi như thế. Nếu mà nó phải có tàu phú. Chứ phú phú cuối này là. À chúa thì hả? Bằng lấy cái này lôi rồi thì là. Cái xuống thì sẽ bỏ mấy hồn áo là làm. Lê đá qua đi lại hồ. Hồn áo cái thằng xé rồi ạ. Rồi đưa lại ăn nhất à.
Này nó cắm trực tiếp luôn à? Cái gì anh? Cái để cắm trực tiếp luôn cho nó chắc cái dây của nó. Không, nó bắt qua wifi rồi, anh cắm vào làm gì? Cắm cho nó ổn định hơn chứ. Không. Bình thường, bây giờ nó bắt khỏe lắm. Bây giờ tivi toàn cái loại xịn đấy. Cắm vào tivi thôi. Cắm vào nó hơn chứ. Cắm vào là sấm chớp là mình ở trên này nhiều nhiều nhà hay hỏng tivi đấy. À, thì cũng được.